Toàn bộ số hàng hóa được chở trên chiếc xe tải lớn với tổng cộng gần 100 thùng quần áo đã qua sử dụng. Lái xe là Phan Văn Trọi, trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh khai nhận. Số hàng trên được đưa từ Campuchia về Việt Nam bằng xe máy cày, sau đó bốc lên xe tải thì bị bắt giữ. Cùng hàng chục tấn quần áo cũ bị bắt trong đợt này thì còn có rất nhiều những cái túi sách cũng đã qua sử dụng. Đặc biệt là có rất nhiều những bọc quần áo còn mới đã ghi đầy đủ tên của người nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Hà Nội. Qua kiểm tra, hầu hết số quần áo bị bắt giữ đều là hàng len dạ. Và theo lời khai của lái xe thì nếu vận chuyển chót lọt thì số hàng hóa này sẽ được đưa ra ngoài Bắc, bởi đây là mặt hàng mà các chủ hàng ngoài Bắc chuẩn bị để cung cấp ra thị trường khi mùa đông sắp tới gần.